Vâng, lời đầu tiên cho em Thanh Tùng của cháu ô tô đầu Hải Dương xin kính chào thầy anh chị quý vị mình. Chúc đại là mình có một buổi tối cuối tuần vui vẻ này. Đấy, rất cảm ơn đại mình đã xem bước sóng live stream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu Hải Dương nhé. Thì giờ là 8:03 này, là em xin báo giá đình mình và những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu Hải Dương này. Vâng, chào bác Nguyễn Lước Diễn Đồng này. Đấy, chào toàn thể anh chị quý vị nhé. Em xin phép để lại hai số live trên màn hình để nhà mình cùng dễ quan sát ạ. 0343 540 999, 0347 70 137. Ok. Vâng, chào bác Vũ Hữu Vũ, cho bác Trần Hữu Hằng, chào toàn thể mình nhá. Đấy, rất cảm ơn rất cả các bác vừa mới thấy bước sóng livestream của cháu ô tô đầu mối Hải Dương đã vào xem. Đấy, để ủng hộ em này, hãy nhà mình cho anh xin một lượt like, một lúc theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như là mỗi tối em lại xin phép lên sóng báo giá để đại gia đình ạ. Vâng, thì để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, em xin giới thiệu đại gia đình mình. Đây, một mẫu xe quốc dân nhá. Toyota Vios 2017 bản G. Đấy, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 450 triệu đồng. Xe mang biển tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác nhá. La sang đúc 4 bánh, nốp nát thì mới cả dàn. Xin nhan trên gương kính cổ xe đẹp đây. À, đèn pha thì độ lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn nhá, vô lăng túi khí màn hình to rồi. Con này là 405 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhìn mình nhá. Các bác nào mà đang muốn chọn cho mình một chiếc xe tư nhân chính chủ một chủ tịch đồng, quan tâm cho em này nhá. Toyota Vios 2017 440 triệu đồng. Cạnh mẫu Toyota Vios số động vừa rồi này, trước đây báo giá mình nhá, lại Toyota Vios bản E216 nhá, con này số sàn động cơ 1.5. đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền mong muốn là 365 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp ship xe trên toàn quốc mình nhá. Đấy, Toyota Vios bản E2016 full đồ chơi rồi. La răng đúc này, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện, màn hình cova cỡ lớn nhá. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm thì dài đến tháng 8 năm 2023. 365 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios bản E2016. Chào bác Giảng Giang Mã, chào bác Ngốc Gốc Huy Thủy, chào bác Minh Phúc Nguyễn, chào Đinh Thị Thu Trang, chào đại gia mình ấy. Vừa rồi là hai dòng 5 chỗ này, các bác đang quan tâm dòng 7 chỗ tầm trung giá tiền vừa phải này, quanh quanh 200 triệu tham khảo cho em nhé. Có 200 triệu đồng thôi nhé, số động 7 chỗ này, tham khảo trên mẫu này. Chevrolet Vivante 2010 đăng ký bánh 212, động cơ 1, động cơ 2.0 số động nhé, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 lụt, số động 7 chỗ tầm trung 193 triệu đồng của gia đình mình. Vừa rồi là hai chiếc 7, hai chiếc 5 chỗ này. Đây, tiếp tục giới thiệu gia đình mình vài mẫu xe gầm cao đi, SUV gầm cao mình cùng tham khảo nhá. Honda CRV 209 2.4 số động. Đấy, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An. La răng đúc phay này, có vành đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, đèn gầm phá sinh tiêu chuẩn. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm sau nhé. Cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi nhé. Đấy, Honda CV 2009. Đấy, em đang bán được cửa tiền là 405 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho chị quý vị gia đình mình nhá. Các bác nào đang muốn chọn một dòng 5 chỗ gầm cao này, tham khảo cho em chiếc này đi. Máy số keo chỉ sơn Sizin. Vâng, cảm ơn bác Phạm Nga rất là nhiều này. Cảm ơn lượt tìm bác Phạm Nga này. Vâng, chào bác Thủy Đỗ này, chào bác Nguyễn Công Dũng, chào bác Dương Bắc, chào bác Hồng Phạm, chào bác Giảng Mã, cháu Gốc Quy Thủy, chào đại hình mình nhá. Vừa rồi là Honda CRV SUV 5 chỗ này, tiếp tục là SUV 7 chỗ nhá. SUV 7 chỗ nhà đến nhà Hyundai đây. Hyundai Santa Fe 315 triệu đồng thôi. Đấy, có 315 triệu đồng cho mình nhá. La răng đúc 4 bánh, có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, cam lùi cam hành trình này. Đấy, đèn pha bi cầu. Nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều nhá. Con này thì có là hỗ trợ điều hòa này, hỗ trợ khởi động ngang dốc này, cảm biến điện tử cân bằng nhá. Tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương vùng dân tộc đây. Con này thì bên em đang bán được tiền là 315 triệu đồng. Đấy, bao zin rồi máy số lẫn keo chỉ gia đình mình ạ. Đấy, các bác nào đang muốn chọn cho mình những dòng 7 chỗ hoặc là 5 chỗ gầm cao này, tham khảo cho em hai mẫu này nhá. Honda CRV và Hyundai Santa Fe nhá. Đấy, chào bác Khúc Văn Công này. Đấy, chào đồng nghiệp, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi live stream này. Để ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương, cả nhà mình hãy cho em xin vài nút like, vài nút chia sẻ đi. Để bước sóng này được tiếp cận với nhiều bà con hơn nữa nhé. Để những bác nào đang có nhu cầu tìm đến xe cũ thì đến với em. Cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Vâng, chào bác Đặng Ngọc Đỉnh, chào bác Thanh Ngoan.
Vâng, tiếp theo nhá, lại một chiếc xe lướt nhá. Một xe lướt đời cao của gia đình đây. Xe này có mang tên là Hyundai Accent, sản xuất 2019, đăng ký là bánh 2020. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện. Cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Xe đăng kiểm còn rất là dài luôn. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023 nhá. 395 triệu đồng cho mẫu Accent 1.4 số sàn hộp số 6 cấp. Zin cả xe nhé, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình. Cam kết không đâm đụng va chạm, ảnh hưởng đến kết cấu khung cầm sắt xi hoặc là và không thủy kích ngập nước và không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Accent 2019 1.4 số sàn 395 triệu đồng của gia đình mình. Cảnh mẫu Accent 2019 rồi. Tiếp tục này, hôm nay em xin báo giá lần lượt những sản phẩm đang có nhá. Bác nào đang quan tâm đến mẫu nào nhá, cứ bình luận, cứ comment, em tư vấn sâu và riêng hơn cho gia đình mình ạ. Vừa rồi là Accent 2019 không gia đình ơi. Tiếp tục này, Accent 209 nhá. Tập lái sedan đầu màu bạc 165 triệu đồng thôi, 165 triệu đồng. Là răng đúc phanh đĩa, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay nhá. 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc. Bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang bán với mức giá tham khảo cho đại gia đình mình 165 triệu đồng ạ. Vâng, cháu Nguyễn Quang Đạt, cháu Xuân Vinh, cháu Hoàng Nguyên. Chào đại gia đình mình ạ. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream của cháu ô tô đầu mối Hải Dương. Hoan hỉ vui vẻ cho em xin vài lượt chia sẻ đi. Cảm ơn đại gia đình mình trên ba miền của Tổ quốc nhá. Vâng, cháu Trần Thị Thu Hằng nhá. Vừa rồi là mẫu Accent 209 này. Thì ngay sau đây xin báo giá cho gia đình mình. Đấy, một mẫu 5 chỗ nhất đời cao. Giá bằng mẫu linh thôi. Xe thì có tên là Chevrolet Avel 2016 nhé. Đăng ký và lăn bánh năm 2017. Động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, sedan đầu phân khúc hạng B. Đời cao, giá chỉ nhô 200 tí nhé, 215 triệu đồng. Còn bớt còn có thể thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Có Elantra 213 số sàn không. Elantra 213 số sàn thì bên em tạm thời chưa có. Bác Xuân Vinh ơi, bác có để lại cho em số điện thoại nhé. Cho em xin lại số điện thoại đi. Nào có Elantra số sàn em liên hệ trực tiếp bác ạ. Hello hello, ok hello bác Trần Đức Anh nhá. Vâng, xe đẹp giá uy tín. Vâng, phải xe đẹp phải uy tín, phải giá cả gọi là ok nhất để đảm bảo cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, đảm bảo về mặt chất lượng gia đình mình. Xe cũ nhiều xe vẫn bảo hành từ 6 tháng 1 năm như hãng cho gia đình mình luôn ạ. Cạnh mẫu Avel 216 rồi này. Tiếp tục đây em Tùng xin báo giá đến gia đình mình. Đây, một mẫu sedan đầu phân khúc hạng C. Có Everest 03, Everest bên em vừa mới bán một chiếc hôm trước anh ạ. Đấy anh Vũ Ngọc Hưng ơi, anh có đang quan tâm đầu Everest nhá thì để lại cho em xin số điện thoại đi nhá. Để lại cho em xin số điện thoại ạ. Một vài hôm nữa mà nó về đầu Everest mới nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhá. Vâng, trong Thủy Hợp này, trong Trần Đức Anh, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi live stream hôm nay ạ. Mạng hôm nào cũng lag thế nhỉ. Mọi người cho em xin ý kiến là mạng ok nhỉ. Mạng ok thì em chỉnh cái đường truyền nào. Đây nhá, xe đang đầu phân khúc hạng C này. Xin gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Một mẫu La Chetty Celic 2010 đăng ký năm bánh 2011, động cơ 1.6 số động. Đấy, tuy nhiên chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chất tình này. La răng đúc 4 bánh có vành đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm sau. Đấy, cửa sổ trời đây. Cửa sổ trời nhá, ba lô Lama này. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7, xin lỗi mình, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm sau cơ. 1.6 số động. Sedan hai đầu phân khúc hạng C nhập Hàn mà em Tùng đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng thôi nhá. Đấy, bao rút hồ sơ đình bình. Ok mà, ok. À vâng đúng rồi. Đấy, bác nào mà mạng hơi kém một xíu thì có lẽ đường truyền nó kém nhá, xem nào em đường truyền một xíu ạ. Cạnh mẫu là Lada Celic 2010 rồi. Tiếp theo đây nhá, báo giá thì mình một xe 7 chỗ này. 7 chỗ tầm trung này loanh quanh 150 thôi. 150 triệu đồng cho mẫu Vivante Chevrolet 2009 đăng ký bánh 2010. Động cơ 2.0 số sàn nhá. 7 chỗ tầm trung này. 7 chỗ tầm trung mà không đến 2 không đến 1.6, 155 triệu đồng. Là răng đúc lốp náp đẹp gầm bệ chắc chắn này. Cam đùi cam hành trình đầy đủ nhá. Tư nhân gia đình không dịch vụ taxi. 155 triệu đồng. Đấy em xin báo giá lần lượt những đầu xe hiện đang có bên em này. Các bạn nào đang quan tâm sâu dòng nào nhá, cứ bình luận cứ comment đi, em Tùng tư vấn sâu trực tiếp cho nhá. Tất cả đầu xe đã có video hình ảnh chi tiết rồi này, cũng như là giá cả thì công khai nhá, nhà mình cứ yên tâm. Vâng, chào bác Dũng Đỗ Văn, cháu Huy Đào, cháu Bùi Nguyễn này, cháu Thanh Ngoan, cháu Hoàng Đức Đại này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Chúc gia đình mình một buổi tối vui vẻ. Tiếp theo đây nhá, lại gửi đến gia đình mình một dòng xe tập lái nhá, sedan màu đen.
Đấy, sedan 2 đầu màu đen, La Chetti 207 nhá, 140 triệu đồng thôi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn. Các bác nào mà đang muốn quan tâm một dòng sedan này đầu tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, nhu cầu cơ bản nhất quan tâm cho mẫu này nhá, 140 còn bớt được gia đình mình này. Vừa rồi là 140 này, tầm phân khúc tập lái này, tiếp tục báo giá tầm xe đời cao. Đấy, đời cao phục vụ nhu cầu cao hơn này. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu đi lại này, đường dài này, đấy du lịch cả gia đình 5 chỗ này, quan tâm cho em này nhá. Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký là bánh 2018. Xe này mang động cơ 2.0 số tự động, nhập nguyên chiếc nhá, nhập nhật cả cái. Đấy, mặt ga lăng này vô cùng thể thao này. La răng đúc phay lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bơ cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe, đấy xe mang màu xám xi rất đẹp này. Ok, có hoa vẹo bác thu hàng nhá. Đấy, 555 triệu đồng đang được bán tại chỗ ô tô lớn Hải Dương. SUV gầm cao đến nhà Mitsubishi nhá. Đấy, nội thất thì zin nguyên bản cho xe. Màn hình đầu đài thì lớn rồi nhá, sẵn đi sẵn dụng thôi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Ok bác nào phải hỏi Avel nhá, có Avel này. Bên em đang có hai mẫu Avel nhá. Đây em xem con gần nhất ở đây trước để báo giá hình mình này. Avel 2016 màu bạc 215 triệu đồng. Đấy, đời 2016 sedan ở đầu bán bằng Morning thôi. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hồng Đỏ. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Cầm bệ chắc chắn không bục mọt nhá, cam kết gia đình mình. Không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Xe đẹp quá, vâng, cảm ơn bác Trần Văn Việt. Xe phải đẹp chứ, phải là xe đẹp, phải là xe chất lượng thì anh em mới mang về để bán lại đình mình ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Chỗ này thì lại có một mẫu Avel này, cố gắng cuối năm mua. Ok, vâng, cảm ơn Trần Văn Việt rất nhiều này. Chào Ngọc Nỗ trở lại đình ạ. Đây nhá, tiếp tục về một mẫu Avel nhá, bên em nó có hai mẫu Avel đời rất là cao luôn, 2016, 2017 nhá. Con này 2017 này, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Đấy thì em đang bán con này với cửa tiền 225 triệu đồng, 1.5 số sàn 5 chỗ, màu đen sedan đầu nhá. Vâng, chào bác Hùng, Mộc Lê Hùng này, chào bác Trần Thăng này, chào Ngọc Đỗ. Vâng, chào tất cả các bác vừa xem buổi livestream này nhá. Đấy, Tucson nhá, hôm nay có một mẫu Tucson để giới thiệu cho mình này. Hyundai Tucson 209 nhá. Đấy, 2.4 số động máy xăng, 2 cầu. Em đã bán con này với cửa tiền 295 triệu đồng thôi. 295 triệu đồng, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Các bạn nào mà đang Hải Phòng quan tâm đến mẫu gầm cao nhé, quan tâm cho chiếc này. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp. Cảm biến áp suất lốt này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, còn sáng còn đẹp nhá. Đấy, Tucson 209 295 triệu đồng. EV dương bác nhé. Ok, EV dương luôn đi bác ơi. Bác Trần Văn Việt ơi. Thì ở chỗ này xin giới thiệu đến gia đình nhà mình này. Đấy, tiếp tục về một mẫu sedan đầu phân khúc hạng C này. La Chetti CX 2010. Đấy, tư nhân chính chủ. Con này thì tư nhân chính chủ 37 ngàn quý bác nhé. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Sedan hay đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 258 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình mình. 1.6 số động. Vios không, bác Mạnh Hà. Vios thì bên em có rất là nhiều mẫu Vios nhá. Bác đang quan tâm đến Vios tầm đời bao nhiêu bác nhỉ? Đang quay vân tầm đời bao nhiêu thì bác bình luận cho em chi tiết một xíu này, tư vấn cho này. Bên em đang còn một chiếc Vios bản E số sàn 2016 và một chiếc bản G số tự động 2017 nhá. Đây. Đấy, còn hai chiếc ở đây này, mình cùng tham khảo xuống nghe này. Bản E này 2016 này, bản G 2017 màu đen số động này. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây. Đấy, bác đang quan tâm đến tầm bao tiền nhỉ? Con màu đen thì là 450 này. Còn con màu vàng cát độ này là 365 triệu đồng nhá. Hai mẫu này đều là hỗ trợ trả góp cho gia đình mình đấy. Đấy, đời cao, máy số keo chỉ bao rất, bao chất, bao zin nhá. Còn hai mẫu nữa, một mẫu 2017 màu trắng bản E số động. Thì hôm nay có thể đi công vũ rồi. Con đấy là đi công vũ rồi. Đây còn một con đời rất là cao đây, 2019 này. Đây Vios 2019 đây. Nhá. Bản G 2019. Động cơ 1.5 số động, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh quê hương con họ chưa tỉnh đây. La răng đúc phay lốp náp đẹp. Xin nhan trên gương, gương kính cục trời điện nhá. Cặp đèn phay bi cầu này, giải đèn đắt định vị ban ngày này, bản này bản 7 túi khí nhá. Bản 7 túi khí này, cam kết anh chị nhà mình nhá, zin nhá. Sơn zin đến 99.9% luôn. Máy còn chưa động nhá. Đấy, Vios tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, 515 triệu đồng nhá. Bao test hãng trên toàn quốc gia đình mình này, bao test hãng trên quốc ạ. Đấy, bác Nam mà vừa hỏi Vios, bác Mạnh Hà đúng không? Bác mà đang quan tâm dòng Vios nhá, nhắn tin trực tiếp qua Vios cho em. Tư vấn cho bác vài đầu xe gọi là chất như nước cất luôn nhá. Đấy, bao test hãng luôn. Thì ngay ở trước máy quay này, giới thiệu anh chị quý vị nhà mình này, một dòng 4 chỗ, à một dòng 4 chỗ luôn.
Xe này có mang tên là Gentech, số động động cơ 1.25 nhập Hàn. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội Phố đây. La xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cục xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay. Cửa sổ lóc đây. Sổ cửa lóc đây, ba lô Lama nhá. Đấy, quay trong coi. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng này. Bác ơi, bác ơi, muốn đang xem con nào nhỉ? Từ ba con là anh đang quan tâm nào nhá. Đây thì em quan tâm quay cho bác con nội thất bên trong của con 19 đi. Nội thất ghế da zin nguyên bản ra xem nhá. Riêng cái chiếc màu vàng cát này. Chiếc màu vàng cát và hai chiếc kia là nội thất vẫn zin luôn. Nội thất vẫn zin nhá, vẫn còn mùi. Đây vẫn còn mùi da và mùi nhựa nhà máy nhá. Đấy, vô lăng 4 chấu, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, 510 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si. Nội thất zin nhá. Vâng, chắc sầm từ có vai hất biển 170. Vai hất biển 17 Thái Bình thì bên em tạm thời chưa có nhá. Đấy, vai hất biển 17 Thái Bình thì em xin chưa có rồi. Vai hất màu đen 2017 giá bao nhiêu? Con màu đen bản G 2017 con đó đang là 405 triệu đồng bác nhá. Đây. Em quay lại con màu đen cho bác tham khảo này. Đấy, nhà mình cứ comment sâu sâu một xíu đời xe nhá. Hoặc là giá xe tầm bao nhiêu thì em tư vấn cho dễ nhá. Còn nếu mà có phải thường hỏi vai hất thì bên em khá nhiều. Nói lanh quanh tầm dưới 100 cũng có mà tầm trên 300 có nhá. 17 Thái Bình thì chưa có nhá, nhưng bác tham khảo cho em hai mẫu đi. Đây, màu đen 2017, tư nhân chính chủ 3 ngày, Nghệ An cơ bác đây. Máy số keo chỉ sơn xi zin, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình mình. Na xăng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện nhá. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng trên đẹp rồi. Đấy. Nội thất ghế da, đấy zin nguyên bản theo xe nhá. Đây nội thất bên trong đây. 450 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ trả góp bao ship xe toàn quốc gia đình mình. Đấy, cửa vẫn là dán và rất là chắc luôn nhá. 450 triệu đồng. Quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em gửi tiếp video cũng như hình ảnh chi tiết của con này ạ. Vâng, chào tất cả các bác mà vừa vào xem buổi livestream ngày nay nhá. Các bác là vừa vào xem buổi livestream ngày nay, hoan hỉ vui vẻ trao tùng của cháu Tô đồng Hải Dương. Xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị xem mình ơi. Mazda 626 con này bán rồi này. Đây thì chiếc máy quay này xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình một dòng 5 chỗ quốc dân nhá. 5 chỗ hatchback quốc dân đây. Xe có mang tên là Hyundai i10 2016, động cơ 1.0 số sàn. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng. Đấy, đời 2016, bản bay nhưng được độ lên la sang đúc rồi, xin nhan trên sườn xe. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm sau. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất này, 240 cho mẫu Hyundai Grand i10 đấy ạ. Vâng, chào Trần Hằng, chào Hoàng Ngoại, chào Đặng Đình Kiên. Đấy, chào tất cả những bác đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lượt chia sẻ đi. Vâng, bác Đình Hùng Nguyễn à. Ok, đã nhận được tin nhắn rồi nhá. Đấy, tí nữa sau buổi livestream em trả lời từng bác một nhá. Gentra 209 số sàn. Đấy, em đang bán với cửa tiền 125 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Máy số keo chỉ sơn xi còn đẹp còn chất. Đấy, cam lùi cam hành trình 120 triệu đồng, 209, 1.4 số sàn. Các bác nào đang có nhu cầu muốn chọn cho mình một chiếc xe 2 đầu đấy để tập lái tránh mưa tránh nắng, tham khảo trên mẫu đánh nhá. 125 triệu đồng. Đấy, giá bằng con SH thôi nhá, không bằng con SH luôn. Cành mộng La Chết Thi biển 98 à. Vâng, chào bác Đào Tiến. Ok, để em xem con La Chết Thi biển 98 chỗ nào nhỉ. Đâu La Chết Thi biển 98 đâu ra đây mình ơi. Con La Chết Thi biển 98 thì bên em đang báo giá với cửa tiền là 145 triệu đồng. Đây bác theo dõi để em quay chi tiết con La Chết Thi cho bác xem nhá. Đây, La Chết Thi biển 98 đây. Đời 2009, đăng ký là bánh 2010, 1.5 số sàn. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá. Đấy, La sang Đức lốp láp đẹp. Đây, xin nha này trên sườn này. Máy số keo chỉ sơn xin còn đại chất luôn. 145 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu màu đen, rất lịch sự, rất là sang trọng gia đình mình ạ. Đấy, La Chết Thi 98 có rồi này. Đấy, em đã, bác nào mà đã được em giải đáp cũng như là review mẫu xe mình đang quan tâm nhá. Đấy, hoan hỉ lên cho em xin mấy lượt chia sẻ đi nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe luôn. Vừa từ nửa đến giờ mà cũng hơn gần một nửa tiếng rồi mà đã hết một nửa. Để ủng hộ em nhá, mỗi nhà mình mỗi tối này em cũng xin phép gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi. Đấy, để báo giá những đầu xe hiện đang có thì mình cùng tham khảo nhá. Vâng, thì ở đây này có hai mẫu La Chết Thi nhà mình cùng tham khảo dùm em nhá.
Lacetti màu đen 2021 này. Đấy, con này 2012 này. Con này 190 triệu đồng. Và con này 170 nhá, mình tham khảo cho em này. Các bác nào đang quan tâm đến dòng Lacetti này, tập lái này, 170 triệu đồng 2011. Và con này là 190 triệu đồng nhá. Đấy. Lacetti rồi này. Con Vios 2019 này báo giá rồi này, 515 triệu đồng này, máy số keo chỉ bao zin này, bao test hãng luôn này. Đấy. Con này thì là gen check màu đỏ nhá, gen check bên em hai mẫu. Một mẫu màu ghi vào rồi review rồi, một mẫu màu đỏ nhá. Màu đỏ đuôi rất phù hợp anh chị quý vị nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá. 1.25 số tự động nhá. 1.25 số động nhá. Em đang bán với cửa tiền 220 triệu đồng thôi. Đấy, đủ đồ chơi rồi. Là sáng đúc lốp nắp đẹp, gương kính cụp xì điện xin nhan trên sườn xe, cam đồi cam trình đầy đủ, màn hình cova cỡ lớn nhá, cửa sổ trời lắp, ba lô nama rồi, 220 triệu đồng. Thì trước máy qua em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu xe 7 chỗ này, 7 chỗ nhà Kia màu trắng nhá, Kia Zondo 2016 đăng ký là bánh 2018. Xe thì mang động cơ, con này nó động cơ là 2.0 này, số sàn này, 7 chỗ ngồi, đấy. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Bác nào mà rất là quen thuộc với dòng Ken, dòng Kencha đấy, thì con này là đàn anh của nó này. Anh có Chevrolet cờ rui không anh? Bác Bùi Thôn, Chevrolet cờ rui thì bên em chưa có nhá. Bên em đang có hai mẫu Chevrolet Aveo đấy bác ạ. Bên em đang có hai mẫu Chevrolet Aveo thôi nhá. Anh mà quan tâm với hai mẫu Chevrolet Aveo này, để lại cho em số điện thoại nhá. Sau buổi livestream em sẽ liên hệ trực tiếp anh nhá. Đây Zondo 2016 đây, 2.0 số động, 470 triệu đồng cho đình mình ạ. Đây thì ở chỗ này lại một mẫu xe rất quen thuộc này. Một mẫu xe rất là quen thuộc đây ạ. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký lăn bánh năm 2016 nhá. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng, 235 triệu đồng. Đấy, la sáng lúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ thì nguyên zin, bản đồ phun kịch. Đấy, có vành đĩa chống bốc cứng ABS, xin nhan trên gương kính cụp xe điện. Đấy, cam đùi thì cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2023 cơ. Vâng, cháu Nguyễn Thành Nhân này, cháu Thôn Bùi này, cháu Mừng Đoàn, cháu Dũng Trương, cháu Trần Thư Việt có con Na không bác? Na rất là nhiều luôn nhá bác nhá. Vâng, cháu Nguyễn Thành Nhân này. Đấy, chào đại gia mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy thì cái mạng này thì em báo giá là gần hết rồi này. Đấy, cái mạng góc này báo giá gần hết rồi. Và đây nhá. Đây, các bác nào đang quan tâm một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, số lượng, tham khảo cho em mẫu này. Kia Morning SX bản đồ phun kịch nhập Hàn 2010, đăng ký và lăn bánh 2000 tại Việt Nam này, năm 2013 nhé. Đấy, xe thì mang động cơ 1.0 số tự động, 1.0 số động 5 chỗ ngồi, máy số keo chỉ sơn chi bao zin, la sáng đúc lốp nắp đẹp. Đấy, xin nhan trên gương kính cụp xe đĩa bản đồ phun kịch nhá, 235 triệu đồng. Đấy, tiếp tục với Kia Morning này, con này 211 số sàn, xe tập lái nhá, 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng, đấy, full đồ chơi rồi. La răng đúc này, đấy, cặp đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Màn hình cova cam đùi cam hành trình đầy đủ, đấy. Số sàn 135 triệu đồng. Đấy, tập lái đủ vừa đồ chơi này mình nhá. Đấy, thì cái rìa này thì em đã review báo giá hết rồi này. Em ra góc bên này để báo giá cho gia đình mình. Đấy. Cảm ơn đại mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đa con sử dụng này. Đấy, thì nhấc máy lên gọi cho em với hai số này: 0343 54099, 0347 70177 này. Đấy, để em tư vấn miễn phí đó, tư vấn miễn phí về những đầu xe bên em có. Đấy, tiếp tục là Kia Morning số động đi dần mình ơi. Kia Morning số động 2010 nhá, một chiếc màu trắng, một chiếc màu xanh này. Đấy, tư nhân chính chủ 10 Hải Phòng, con này thì biển gốc thủ đô này, 235 triệu đồng và 215 triệu đồng nhá. Đấy, 215 triệu đồng em review trước này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vùng Đỏ. La răng đúc xi nhan trên gương kính cụp xoay điện 1.0, máy eco cần số Z điều hòa auto, cam lùi cam trình đăng kiểm dài tháng 5 năm 2023 này, 215 triệu đồng, nhập Hàn bản SX. Con này cũng nhập Hàn bản SX 2010 nhưng màu xanh nhá, 235 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, vâng, cháu Trần Lý Hoàng nhá. Đây, vào góc này nhá, báo giá ra đầu xe trong góc này đi. Đấy, góc này thì rất là nhiều xe tập lái luôn. Góc này là cực nhiều những đầu xe tập lái lanh quanh 100 triệu, 150, 130, 140 này. Các mình cùng tham khảo này.
Đây nhá. Thì ngay trước máy quay đây, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Con Asen 209 màu trắng. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền đại đình mình 156 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh. Đấy, la sáng đúc cam 360 quanh xe này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 2 năm 2023, cam nồi cam trình đều rồi nhá. 1.4 số sàn nhập Hàn cho mẫu Asen 2009 ạ. Đấy thì cảm ơn gia đình mình vào buổi tối này vẫn cứ theo dõi chợ ô tô đồ ngoại Dương, vẫn cứ nghe em Tùng báo giá và tương tác lại với mình. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều nhá. Đây, chỗ này nhá, báo giá gia đình mình này. Thì trước máy quay đây giới thiệu gia đình mình. Kia Linh SX số sàn nhá, con này số sàn 140 triệu đồng thôi, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 lụt. Đấy, máy số keo chỉ sơn xì còn đại chất luôn. Cam nồi cam trình có sẵn rồi nhá. Tập lái 145 triệu đồng. 1.0 số sàn bản SX, bản đồ phun kịch 2 túi khí. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm anh nhá. 145 triệu đồng. Đấy, cạnh Kia Morning 2008 rồi này. Tiếp tục giới thiệu đến gia đình mình nhá. Hyundai Gani 12.8 1.0 số sàn 4 máy. Con này thì bên em đang bán được từ 135 triệu đồng. Đấy, 135 triệu đồng cho mỗi xe nhỏ gọn này này. Đấy, trong chỗ này rất là nhiều chiếc xe mà phân khúc tập lái thì mình cùng tham khảo nhá. Đấy, rất nhiều chiếc xe phân khúc tập lái này. Đây, đằng sau chiếc Kia Morning này báo giá mình này. Toyota Vios 2.6 1.5 số sàn 135 triệu đồng, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Các bác nào mà đang tập lái có muốn cho một nhu cầu một chiếc xe sedan hay nào, tham khảo cho em chiếc này nhá. Vios nồi đồng cối đá, tiết kiệm xăng vô cùng. 2.6 em là bán với cửa tiền là 135 triệu đồng. Ở cạnh chiếc Vios 2006 rồi này, báo giá hình mình một chiếc xe số động. Đấy, xe có mang tên là Kia Morning đời 2008 bản LX nhá. Đấy, la sáng đúc lốp nắp đẹp. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi, nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong vòng lốt nhạc thôi. Đấy, các chị gái, các bác nữ nào mà đang có nhu cầu bổ túc tay lái này, tham khảo cho em mẫu này đi. Kia Morning màu trắng số động 2008 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho đại mình ạ. Đấy, lộ chất bên trong đây, vô lăng túi khí này, lộ chất thì còn rất là mới và đẹp nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng này, chào bác Tuân Nguyễn, chào bác Dầu Nguyễn này, chào bác Đỗ Quốc, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Nguyễn Thanh Nhân, chào bác Bùi Thông, chào tất cả anh chị quý vị mình trên bài biển Trung Quốc này. Thì vừa rồi là giới thiệu đến gia đình nhà mình rất nhiều mẫu máy xăng rồi. Đây còn mẫu máy dầu nhá, một mẫu máy dầu còn duy nhất bên em đây. Xe thì có mang tên là Chevrolet Captiva 2009, động cơ 2.0, số sàn máy dầu 2 cầu. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng. Đấy, máy dầu nhá. Đấy, xe này có trang bị la sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS. Đấy, những option như là hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ đề lổ ngang dốc, cảm biến điện tử cân bằng này. Đấy, 315 triệu đồng. Chọn mẫu xe form dáng Mỹ nhất, to cao đơn hồi này ạ. Đấy, Captiva 2009 màu vàng. Đấy, tiếp tục cái số động này. Số động 2004 sedan hàng đầu phân khúc hạng D nhá. Phân khúc hạng D anh chị quý gì mình ạ. Một chiếc xe hạng sang, rồi em bán có 130 thôi. Có 130 lại còn bớt gia đình mình. Xe có tên là Mắc Lớt đây. Daewoo Mắc Lớt 2004 nhá. Đấy, đăng ký là bánh 206 12.4 số tự động. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm một dòng xe số động này. Đấy, chất sedan đầu phân khúc hạng D, quan tâm cho chiếc Mắc Lớt này đi. Đấy, cam nồi cam hành trình này, màn hình cova nhá, đèn pha bi cầu này, phanh điện chống bó cứng ABS, gương kính ghế chỉnh điện nhá. 135 triệu đồng cho mẫu Daewoo Mắc Lớt đấy ạ. Đây lại là tập lái đây, tập lái 118 triệu đồng nhá. Kia Morning 2011 tư nhân chính chủ 329 Hạ Lợi Phú đây, 120 triệu đồng, số sàn 1.0 màu vàng. Đấy thì góc này là rất là nhiều đầu tập lái rồi này. Em ra góc bên kia để báo giá mình về những tiếp tục những đầu sản phẩm em đang có này. 5 chỗ nhiều đúng không? 5 chỗ rất là nhiều này. Đây. Đấy. 5 chỗ rất nhiều đây. Để báo giá góc này là 7 chỗ nhá. À còn sót một con 5 chỗ này. Kia Morning số tự động nữa, bản SX 2010 màu bạc 205 triệu đồng, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của những đàn hiệu quan họ chưa tình đây. Bản SX bản đổ nhá, la sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS 1.0, máy eco, cần số jack điều hòa ô tô đây. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đại chất luôn nhá. 205 triệu đồng thôi.
Vâng, chào bác Xuân Trường này, chào bác Lê Tam, chào bác Bảo Nam, chào Nguyễn Minh Dũng nhá. Chào bác Dục Phạm có con Ford Tourer nào dưới 400 triệu không? Ford Tourer dưới 400 triệu thì tạm thời chưa có bác ơi. Nhá, Ford Tourer dưới 400 triệu thì chưa có rồi ạ. Bác cứ để lại số điện thoại nhá. Bác Nguyễn Minh ơi, làm có đầu Ford Tourer nào mà dưới 400 triệu thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác ạ. Cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Thì đây góc này có mấy con 7 số này xin giới thiệu đến gia đình nhà mình. Đây. Mitsubishi Zoyli 2004 2.0 số sàn nhá. Em đang bán với cửa tiền cho gia đình nhà mình 125 triệu đồng thôi. Mắt xích, đèn cột, lốp treo, turbo 204 nhá. La sang đúc lốp nó đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đại chất luôn nhá. Xuất sắc so với đời. 34 Hải Dương 410 lụt. 125 triệu đồng còn bớt còn thương lượng được cho những anh chị quý vị. Quý cô bác khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chào Khúc Văn Công nhá, chào đại đình mình. Đây em báo giá lốp mấy đầu 7 chỗ mình cùng tham khảo nhá. Đây tiếp tục là Mitsubishi Zoyli đây. Con này thì đời 2004, đăng ký 206. Đấy. Đấy, thân vỏ rắn chắc này, nội thất thì mỡ màng. Đấy, một chiếc xe cũng khá đẹp so với đời này. Mitsubishi Zoyli 2.0 số sàn 7 chỗ 135 triệu đồng. Giá không mà có thể hát luôn. Đây mà phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhá. Vâng, chào bác Huynh Phạm vừa xem buổi livestream này. Có y đời, có y 10 đời 2015 2016 không à? Y 10 2015 2016 bên em có một chiếc nhá. Bên em đang có một chiếc y 10 đời 2016 nè. Đâu để em xem giới thiệu đâu, xem vào chỗ nào giới thiệu dành nhá. Đấy, con y 10 màu trắng 2016 thì là cửa tiền 260 triệu đồng bác ạ. 260 triệu đồng cho cái mẫu đấy này. Đâu để em xem đâu nhỉ? Màu trắng biển 88. Đây biển 88 đâu nhỉ? Vĩnh Phúc đây nhỉ? Có phải nhỉ? Đây đây đây. Đây. Bác Xuân Trường có quan tâm sâu đến dòng i10 mà tầm 2015 16 nhá. Cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh. Đấy, đem review cho nhá. Đây. i10 2016 đây. Đấy nhá, i10 2016 màu trắng 1.0 số sàn. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 260 triệu đồng nhá. 260 triệu đồng. Bao rút hồ sơ 1.0 số sàn nhá, máy số keo chỉ thì nguyên zin. Đấy, màu trắng rất đẹp luôn. Đó, 260 triệu đồng cho mỗi bác ơi. Đấy, cạnh mẫu i10 màu trắng vừa rồi này. 2016 thì báo giá hình như này. i10 màu bạc 2014 1.0 nhá. Con này thì 240 thôi. 240 triệu đồng thôi nhá. Vâng, cảm ơn lượt team của bác Thanh Ngoan rất là nhiều này. Cảm ơn đại thân mình luôn ủng hộ, luôn theo dõi gia đình mình này. Nhanh nhanh vào uống bia anh ơi. Không, mấy anh em người ta đang chơi bia đấy ạ. Đấy, vào bia, bia. Người ta đang bia. Đấy. Vâng. Phải báo giá hết những đầu sản phẩm ở bên em thì em mới vào được nhá. Phải báo giá hết để phục vụ gia đình mình nhá. Cháu Hoàng Tấn Son trở lại mình ạ. Vâng. Bác anh nào lao rảnh thì qua em làm mấy ván VR với anh nhá. Rất nhiều luôn. Đấy, rất nhiều xe luôn phục vụ gia đình mình. Đấy. Đấy, bác nào đang quan tâm những dòng Toyota Vios nhá. Toyota Vios quan tâm cho em mẫu này đi. Màu đen 2017 bản G này. Đấy. Màu đen 2017 bản G nhá. 450 triệu đồng, máy số keo chỉ zin. Vios bản E 2016 số sàn 360 triệu đồng này. Bao test hãng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Vivante 2009, màu vàng cát, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền là 193 triệu đồng thôi. Đấy, số động 7 chỗ mà chỉ có 193 triệu đồng. Honda CRV SUV gầm cao 5 chỗ đây. Nhá. 405 triệu đồng. Santa Fe giá bằng con Bolin. Santa Fe 2007 315 triệu đồng. Hai con này nhá, cam kết hàng này gia đình mình này. Xe tư nhân này, máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. Đấy, rất đẹp luôn, xuất sắc so với đời nhá. Tìm được con thứ hai rất là khó luôn. Đây, xe lướt đây. Xe lướt đây nhá. 98 Bắc Giang chào anh em đây. Đấy, Hyundai Accent 2019 bản bay. Đấy, 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Màu trắng mà mẹ mắng cũng mua, cam nồi cam trình, phun đồ chơi rồi. Accent 2009 165 triệu đồng số sàn này. Aveo số sàn 2016 giá hơn Moling một tí thôi, 215 triệu đồng. La Chetti Cedric 2009 này, màu đen. Nhá, 255 triệu đồng. Đấy, rất nhiều xe luôn. Đấy thì mỗi tối em cũng xin gia đình mình khoảng tầm 40-45 phút thôi nhá. Đấy, 40-45 phút thôi thì em đã cảm ơn gia đình rất là nhiều rồi. Đấy, em xin lên sóng báo giá những đầu xe BMW đang có
Bác mà quan tâm dòng nào nhé, cứ bình luận, cứ comment để em Tùng tư vấn đấy nhá. Đấy, cho ô tô đầu của Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Địa chỉ chính thức Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Bác nào mà gần thì qua bên em. Nhất là chơi là một này, tham khảo mẫu xe 2 này để em tư vấn nhá. Và chạy thử xe miễn phí luôn. Chạy thử xe miễn phí nhá. Chạy ưng thì mấy xe, không thì thôi. Đấy, cảm ơn thì mình rất là nhiều. Đấy, nhà mình đang xem này, hoan hỉ đi, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Thôi thì 7 chỗ này này, 7 chỗ này có một đầu 7 chỗ em chưa báo nhá. Thì em xin báo giá tiếp tục gia đình nhá. Gửi xem Y1788 nhé, ok anh nhá. Đấy, ngay sau buổi livestream này thì em sẽ gửi cho anh nhá. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Đây, Y1788 vâng ạ. Đây nhá, Toyota Innova nhá, vua 7 chỗ nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ, xe đời 2011, tư nhân chính chủ, 15 Hải Phòng, thành phố Vạn Phòng Đỏ, la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, máy số keo chỉ sơn Sizin, vua 7 chỗ đây nhá. Nội thất rộng nhất so với đời, điều hòa của Nhật thì không được bàn nhá. Con này này máy số keo chỉ sơn xi, nội thất zin này, em Tùng đang bán hết cửa tiền là 325 triệu đồng thôi. 2011 2.0 số sàn gia đình nhá. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Đấy, vừa rồi báo giá. Báo giá rất là nhiều đầu xe này mình rồi này. Đấy, không biết là các bác mình đã ưng được mẫu là chấm mạo chưa nhá. Chốt được trên livestream này. Đấy, chốt được trên livestream ngày hôm nay. Em Tùng xin giảm giá 10 triệu đầu xe này mình nhá. Cứ chốt được trong ngày hôm nay giảm giá 10 triệu đầu xe cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy. Đây, tiếp tục đây. Xe đầu phân khúc hạng B đây. Nhớ, số tự động mà có 220 thôi này. Đấy, con này tên là Kia Bride. Kia Bride 2008 nhập Hàn, đăng ký bánh tại Việt Nam 2010 nhá. 1.4 số sàn, hộp số DOHC nhá. Đấy. 220 triệu đồng. Ok các bác ơi, em đang nhận được rất nhiều những tin nhắn của gia đình mình nhá. Sau buổi livestream ngày hôm nay em sẽ trả lời tất cả những bình luận và những tin nhắn gia đình mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đấy, rất nhiều tin nhắn luôn. Đấy, từ Nghệ An này, Thanh Hóa, Lào Cai này. Đấy, em thì cũng chưa biết là các bác đang hỏi con nào đâu. Nhưng rất nhiều tin nhắn nhá. Thì em sẽ trả lời gia đình mình ạ. Đấy, nhiều tin nhắn quá. Cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Đấy, rất nhiều đầu xe luôn này. Đấy, mình cùng quan sát cùng em này. Rất là nhiều đầu xe luôn. 4 đến 7 chỗ này đã qua sử dụng này. Đấy, địa chỉ vô cùng uy tín tin cậy nhá. Đấy, khung giờ 8:03 cả nhà nhớ dùm em, nhớ hộ dùm em Tùng. 8:03 hàng ngày sau bữa cơm tối, sau giờ thực sự này, em lại xin phép lên sóng báo giá, trò chuyện và tương tác gia đình mình về những đầu xe hiện đang có bên em nhá. Đấy, nếu mà mẫu nào chưa có này thì các bác cứ để cho em xin số điện thoại đi, cứ để cho số điện thoại nhá. Một vài nữa nó có thì em sẽ liên hệ trực tiếp gia đình mình. Đấy, các bác nào đặt đầu trước đầu xe này, bảo nào mà anh cần mẫu này nhá, nào mà có thì gửi liên hệ cho anh nhá. Bảo đặt trước đầu xe giảm giá cho bác 10 triệu đầu xe luôn nhá. Đấy, rất nhiều xe đúng không ạ? Thì vừa rồi em đã báo giá hết một vòng chợ rồi. Có bác nào đã tạm thời nhìn thấy ưng mẫu nào chưa nhỉ? Tạm thời ơi ưng mẫu nào chưa nhá? Cứ bình luận đi, comment đi, em Tùng báo giá chi tiết cho. Vâng, thì em xin chào toàn thể gia đình mình nhá. Đấy, người thật việc thật đây, xe thật đây. Đấy, đảm bảo hết về chất lượng cũng như là chịu trách nhiệm về vấn đề mua bán thì cho ô tô đầu của Hải Dương cho gia đình nhà mình. Đấy, các bác nào mà cần nhu cầu liên hệ này, gọi điện trực tiếp cho em với hai số line 0343540999 0347701177 này. Đấy, livestream vã mồ hôi rồi. Cảm ơn gia đình mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, xin ra là mình từ 30 đến 45 phút thôi. Đấy, loanh quanh như thế thôi để báo giá thôi nhá. Quan tâm sâu này nhắn tin trực tiếp hoặc là gọi điện có hai số Zalo 0343540999 để em Tùng được tư vấn báo giá và làm giá một cách sát nhất cho gia đình và những đầu xe bên đang có nhé. Đấy, cảm ơn gia đình rất nhiều nhé. Xin chào gặp lại gia đình trong buổi livestream tiếp theo. Xin chào.